Ngày 23 tháng 9, anh Hát ở phường Yên Nam, thành phố Hưng Yên có nhận một đơn hàng, một camera an ninh mua qua mạng, trị giá gần 400.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Hát đã mở hàng kiểm tra, nhưng phát hiện chỉ có 2 cuộn giấy đựng rác và 2 chiếc camera đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, khi cùng nhân viên kiểm tra địa chỉ số điện thoại trên app để hoàn trả, anh mới phát hiện số điện thoại của cửa hàng không thể liên hệ được. Đơn hàng cũng để ở chế độ không thể hoàn trả. Số tiền đã thanh toán cho đơn hàng cũng không thể lấy lại được. Cái đơn này không có chậm hoàn toàn bởi vì là cái đơn này ở trên app của em nó đã ghi sẵn là không cho khách xem hàng rồi. Thế nên là khi mà khách muốn xem hàng thì bắt buộc em phải thanh toán thành công trên hệ thống. Nếu như mà một số đơn hàng ấy mà mình mua trên TikTok hoặc là Shopee ấy, mà không đúng trên phiếu là đơn vị chuyển ấy, thì mình yêu cầu là quay video xong rồi là mình hoàn hàng luôn. Nhưng mà thường thường những cái đơn mà không cho xem hàng ấy, thì bây giờ nhiều bên vận chuyển người ta gửi giả mạo nên tốt nhất mình không nên nhận.